Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đạo Ai cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Đạo Ai đã có hơn 556 hecta sầu riêng trồng theo quy chuẩn Việt Theo kế hoạch, trong năm 2021, huyện Đạo Ai sẽ tiếp tục vận động nông dân trồng sầu riêng, nâng tổng số diện tích này lên 872 hecta. Sầu riêng sản xuất theo quy trình Việt ngoài việc cải thiện chất lượng sầu riêng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, còn góp phần nâng cao giá trị thương hiệu sầu riêng Đạo Ai, thương hiệu đã được cục sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền.